Hi, xin chào năm anh em. Thì hiện tại team Vinatech có về một cái lô ha, Soulmatic BVA 1500 bảng T ha. Thì trong cái video này tôi muốn làm một cái nội dung về tập hợp ha, tập hợp để xem cái bảng T này nè, nó có khác gì so với cái bảng V2, V3 hay không. Đó. Thì theo cái thông số kỹ thuật ha. Thì về mặt bản chất thì những cái máy đo này tương tự, nhưng cái sự khác biệt lớn nhất giữa bảng V2, V3, V4 và bảng T á, thì nó sẽ có cái sự khác biệt giữa cái thứ nhất là cái mức độ delay và thứ hai là cái mức độ chuyển mạch của những thiết bị ha. Tức là cái bảng T là cái bảng version cao nhất nè, thì nó sẽ có cái độ delay thấp và nó có cái độ nhạy nó cao hơn trong cái linh kiện mạch bên trong, thì sẽ giúp cho anh em saving cái thời gian rất là nhiều khi mà anh em tiến hành đo. Rồi, thì về chi tiết anh em có thể tham khảo trên website của Sumrid, hoặc anh em có để lại với tôi ha. Tôi sẽ gửi tài liệu kỹ thuật cho anh em xem. Rồi, thì tôi bắt đầu tôi khui hộp ha. Đó. Thì do có một tay thôi, một tay quay một tay đảm bảo cho anh em cho nên mở sẵn rồi. Ok. Thứ nhất là về giấy tờ ha. Để bao gồm những cái giấy tờ liên quan. Thứ nhất là cái hiệu chuẩn của hãng, hiệu chuẩn của hãng, và hai cái trouble setting để phục vụ cho anh em trong công tác là anh em đo xong, anh em so sánh rồi anh em tìm ra cái nguyên nhân của chuỗi sau khi mình đo ha. Ok, hướng dẫn thôi. Ừ. Thì hai cái dây cái tờ này bản cũ cũng có ha. Rồi, thì chung quy thứ nhất là máy chính, cảm biến và những phụ kiện. Thì máy chính thì nó cũng tương tự ha. Đó, vẫn giữ cái phong cũ. Thì để xem coi trong này nó có gì không, có gì hay hơn. Trong đây thì thứ nhất là những cái có hỗ trợ cho anh em một cái đồ mở MC4 ha, như của Stabley thì phải. Đúng rồi, của Stabley ha. Stabley. Đó. Nhìn nó chắc chắn lắm. Thì phục vụ cho anh em trong công tác là mở MC4, của MC4. Đó. Rồi. Jack zin của máy ha. Góc sạc. Nắp sạc chính ha. Cái này là cái cắt sấu ha. Thì tùy, nếu mà anh em nào mà đo cho solar farm hoặc là dùng cái có sử dụng của bóc á, cái dòng SMA chẳng hạn á, gom dòng á, thì anh em có thể dùng thằng này kẹp vào cái thanh thanh bus đó, và mình đóng cầu chì mình đo thôi, nó sẽ nhanh hơn ha. Rồi, và cuối cùng là một cái with reference card, là cái hướng dẫn sử dụng nhanh thôi. Sử dụng nhanh ha. Ok. Thì máy chính này nó chung quy nó cũng không không có khác so với cái version cũ ha. Đó, bảng T. Ok, bỏ lại. Rồi, máy mới luôn ha. Anh em nào có cái nhu cầu muốn xem, hoặc là anh em nào muốn nhu cầu kiểm tra thì có thể liên hệ với tôi. Thì tôi sẽ demo cho anh em ha, giới thiệu demo cho anh em xem. Ok. À. Cái giác này trong này. Ok. Rồi, cái đó là cái máy chính ha. Cái thứ hai là cái cảm biến sound sensor. Thì cái sound sensor này về mặt thiết kế thì nó không có khác so với cái mẫu cảm biến cũ ha. Nút nguồn, mắt để đo cảm biến nè. Và jack đo nhiệt độ T1 T2 ha. Và jack sạc pin. Đó. Cái phong không khác. Và cái phụ kiện đi kèm với cái cảm biến này thì có cái gá ha, cái gá module frame clamp ha, để gá giữa cái cảm biến này với cái khung nhôm của tấm pin, để đặt cảm biến này cùng với góc nghiêng ha, để nó thu thập được cái quang năng, cái nhiệt độ của tấm pin đó. Ok. Rồi, còn những cái phụ kiện khác bao gồm là một cái dây sạc phụ ha, để trong trường hợp anh em cắm những cái pin dự phòng á vào những cái thiết bị này, khi mà mình hết pin mà mình xài, hay rồi mình đo trong khoảng thời gian dài trên trường đúng không, mình chưa kịp sạc pin thì mình có thể dùng cái sạc dự phòng mình cắm vô cái jack này đó. Cái jack này cũng trong trong máy chính cũng có luôn nha, nó cũng rời so với cái đốc sạc luôn ha. Rồi, cái miếng để anh em dán vào cái phía mặt sau của cái tấm pin đó, miếng dán 3M ha. Ok, và một cái dây này là dây đeo máy ha. Đó.
hỗ trợ thôi. Và một cái bộ này là một cái chai xịt và một cái trong đây là một cái khăn nè. Đó, trong đây có một cái khăn nha. À, thôi nói rồi nha, tại vì một tay đang quay rồi. À, đây là một cái khăn ha, à, một cái chai xịt để anh em rửa mắt cảm biến á, trong trường hợp nó bụi hoặc là nó bị dơ á. À, rồi và hai cái thermocouple ha, à, để mình đo cái nhiệt độ. Đó. Ok thì cũng hết rồi đó. Thì về mặt thiết bị thì tôi thấy nó cũng không có khác so với cái version cũ ha, nhưng về 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 mặt những cái thiết bị bên trong đó, về những mức độ chuyển mạch hay là độ nhạy thì nếu mà anh em dùng thì anh em có thể là dùng cái bảng T ha, à, để nó saving lại dịch thời gian và nó support cho anh em nó tốt nhất đó. À, video của tôi đến đây là kết thúc và cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Chào anh em.